Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Điện Thoại Số nha. Sau đây mình sẽ làm clip thay mặt kính Vivo V17 Pro. Con này về sau nó có 4 cam nha các bạn. Nó có vân tay trên màn hình đó nè. Đó. Giờ mình test cảm ứng cho các bạn coi nha. Test sơ mấy cái là tháo thôi. Cảm ứng mượt nha các bạn. Màn hình hiển thị. Nó bị bể kính sát dưới mép cổ luôn. Nó có cầm trượt lên nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành tháo máy ra. Đây màn hình sau khi mình tháo nha các bạn. Để mình test màn hình lại một lần nữa nha các bạn. Test xong rồi mình mới cắt. Cái này đây là kính zin bên mình nha các bạn. Nè, có mã luôn. Sau khi mình cắt cái kính này ra, mình sẽ ép cái kính zin này vô. Giờ mình dán keo để mình cố định mấy miếng ở lại. Đây nha các bạn, sau khi cắt ra.
lấy máy mình cuốn nó nhanh hơn như vậy. Để lần qua mình test lại cho các bạn coi. Bây giờ mình vô keo sẵn rồi, giờ mình tiến hành vô kính để ép nha các bạn. Cảm ơn hiển thị mượt nha các bạn. Giờ mình hấp cái rồi mình tiến hành mình hấp xong rồi mình ráp luôn. Hấp xong rồi giờ mình lấy màn hình ra nha các bạn. Cái này là màn hình mới hấp xong nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình ráp màn hình luôn. Kính này mình vô keo sẵn rồi nha các bạn, thật sự luôn, hỏi tốn thời gian của các bạn khi xem. Xong rồi nha các bạn, mình đã hoàn thành clip thay mặt kính Vivo V17 Pro nha các bạn. Hẹn các bạn ở những clip khác. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ.